Chiếc xe cân bằng hai bánh này có thể di chuyển rất là dễ dàng ở các khu resort cũng như các con dốc ở Tam Đảo này. Wow! Như các bạn có thể thấy, hiện tại mình đang có mặt tại nhà thờ đá Tam Đảo. Và hiện tại mình đang đi thử chiếc R8 do Tuica sản xuất. Và mình sẽ đi thử cho các bạn xem. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Chiếc xe R8 chính hãng Tuica.